Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của két sắt chính hãng. Đây là video hướng dẫn các bạn sử dụng cái két sắt Việt Nhật VL33KC làm sao cho đảm bảo an toàn, chống cháy và ổn định nhất có thể. Thì xin giới thiệu qua một chút, thì mình là Phương, công việc chính của mình là chuyên tư vấn hỗ trợ khách hàng lựa chọn được những sản phẩm két sắt ưng ý nhất, phù hợp nhất dùng cho gia đình và văn phòng công ty. Thì đây là một két sắt chống cháy, cái thương hiệu của nó là Việt Nhật và cái model chính xác của nó là VL33KC. Đây là sản phẩm có chiều cao là 50, chiều rộng là 40 và chiều sâu là 40 cm. Két sắt này được bảo mật hoàn toàn bằng cơ, có khóa chìa 4 cạnh và khóa mã, đồng thời có tay cầm để mở két. Két sắt được làm cấu tạo bằng hai lớp thép và được sơn phủ tĩnh điện cao cấp. Đây là một mẫu có kích thước rất là vừa vặn, cỡ nhỡ, chuyên dùng cho gia đình và văn phòng. Ưu điểm của dòng két sắt này đó là độ bền và khả năng chống cháy. Hơn nữa là cái khoang bên trong sử dụng rất là rộng, có thể để được giấy tờ A4 thoải mái. Sau đây mình sẽ mở két sắt ra để các bạn xem. Đây, mình sẽ quay mở. Đấy, mốt một lần này, hai lần này, ba lần này, bốn lần, rồi 05 ba lần, 1 2 3 6 8 1 2 8 8 một lần, xoay chìa, đây là nắm để mở két. Đây, khi mà mở két ra thì các bạn nhìn thấy ở trong của két sắt là chia làm hai ngăn, có cái ngăn khóa phía trên này, đó, mình có thể mở ra và để tiền ở bên trên, đấy. Còn ngăn dưới các bạn có thể để giấy tờ tài liệu thoải mái. Đây là ngăn khóa phía trên này. Đó, rất là rộng. Rồi, két sắt này thì có thể chống trộm, nhờ ưu thế nó có ba cái chốt khóa bằng inox này, rất là tốt. Đấy. Hơn nữa là có cả cái chốt chìm bên trong này, giúp két sắt có thể chống được trộm mà cắt bản lề mà vẫn không có thể lấy được két ra, rất là tiện. Vừa rồi mình đã giới thiệu qua thông tin về cái két sắt, toàn bộ những thông tin là thông số kích thước này, đó, qua bên trong cũng như là cấu tạo bên ngoài của cái két sắt Việt Nhật VL33KC. Thì két sắt này thì nó có một số ưu điểm sau. Thứ nhất là độ bền rất là ổn định, không bao giờ hỏng, độ bền lên tới 3-40 năm. Thứ hai, chống cháy tốt. Thứ ba là có thể để được giấy tờ và tiền. Một điểm nữa mạnh nhất là dùng cho gia đình và công ty rất là phù hợp, các bạn có thể để đầu giường, gầm bàn đều được. Thì đây là một dòng két sắt tốt và an toàn chống cháy, nhưng mà có thực sự là phù hợp với bạn không thì mình cần có cuộc trao đổi trước để tư vấn hỗ trợ cho bạn được tốt hơn. Nếu các bạn đã sử dụng mà có vấn đề gì vướng mắc về sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp với mình xin sẵn sàng hỗ trợ. Nếu các bạn chưa có két sắt thì hãy comment phía dưới để lại thông tin để chúng tôi hỗ trợ tư vấn bạn lựa chọn những sản phẩm két sắt phù hợp nhất. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.